Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện cổ chân nhân. Tập 221. Chương 2201, Vạn Sinh Xuân Lôi 1. Bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, Phương Nguyên lập tức giết chết hai con hồn thú thái cổ đã được thu phục từ trước. Hai con hồn thú thái cổ này ban đầu rất khó giết chết, nhưng Phương Nguyên khống chế bọn chúng, không những không phản kháng, hơn nữa còn phối hợp đưa cổ ngoan ngoãn chịu chết. Sau khi chết, Phương Nguyên thu được hai hồn hạch to như xe ngựa, Tiên Tài Bát Truyền hồn hạch thái cổ. Thứ này rất hiếm thấy, nếu không phải tình hình bức bách, Phương Nguyên cũng không giết hai con hồn thú thái cổ này. Nhưng không còn cách nào, áp dụng sát chiêu Bách Bát Thập Nô cần rất nhiều hồn thú làm cơ sở. Trong tay Phương Nguyên có rất nhiều hồn thú, còn có hồn thú hoang thú, hồn thú thượng cổ. Nhưng những hồn thú này giúp Phương Nguyên khống chế hai con hồn thú thái cổ đã là cực hạn. Bây giờ còn muốn Phương Nguyên khống chế nhiều hồn thú thái cổ hơn nữa là điều không thể nào. Bất đắc dĩ, Phương Nguyên đành phải giết chết hai hồn thú thái cổ này. Đây cũng là cái giá rất lớn phải trả mà Phương Nguyên đã nói với Phòng Thê Trường trước đó. Đây không phải lừa gạt mà là sự thật. Chết hai chiến lực bát truyền, làm sao có thể không phải là cái giá to lớn chứ? Nhưng sau khi Phương Nguyên làm những chuyện này xong, hắn lập tức thôi động thủ đoạn, sử dụng cổ thái độ khiến cho toàn thân mình run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng, xoang mũi còn chảy máu tươi. Xem ra Toán Bất Tấn nói không ngoa, muốn tiếp tục sử dụng thủ đoạn đó, sẽ phải trả cái giá rất lớn. Nhất thời, cổ tiên phòng gia nhìn thấy tình huống này, tâm trạng không khỏi thoải mái hơn một chút. Mặc dù không đành lòng, nhưng tình hình chiến đấu khẩn cấp, xin tiên hữu ra tay. Phòng Thê Trường thúc giục, ta sẽ dốc toàn lực. Phương Nguyên khẽ quát một tiếng, trọng trấn tinh thần. Một lần nữa thi triển sát chiêu Bách Bát Thập Nô. Sau khi thi triển liền ba chiêu, Phương Nguyên bắt được con hồn thú thái cổ Mình Châu Đuôi Báo. Phốc, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể lung lay như sắp đổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn huyết sắc, thiếu chút nữa ngã xuống. Toán Bất Tấn tiên hữu, cẩn thận. Tiên hữu chú trọng cơ thể. Một con hồn thú còn lại còn phải dựa vào ngươi. Thương thế như thế nào? Ta sẽ trị liệu cho tiên hữu. Cổ tiên phòng gia liên tiếp lên tiếng. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Phương Nguyên liên tục khoát tay. Đúng là không có gì đáng ngại, chỉ là hắn ngụy trang mà thôi. Cổ tiên phòng gia nghe hắn trả lời, tức giận, phẫn nộ trước đó đã giảm đi hơn phân nửa. Về sau, Phương Nguyên ra tay lần nữa, thu phục con hồn thú thái cổ cuối cùng. Nói đến, còn phải cảm ơn Hoa Lan Phong Lưu Sĩ. Nếu không phải nó có thể trang bị sát chiêu, đồng loạt bạo phát, chỉ dựa vào một mình Phương Nguyên, sao có thể cướp được hồn thú thái cổ? Nhờ vào biểu hiện xuất sắc của Phương Nguyên, hai con hồn thú cuối cùng vây quanh Đậu Thần Cung đã bị Phương Nguyên cướp đi, thu nhận dưới trướng. Tiên Khiếu Chí Tôn của hắn đã bị mất hai con hồn thú thái cổ, nhưng trong nháy mắt đã có thêm hai con. Một con là Thân Châu Đuôi Báo, một con là Cự Nhân Một Mắt. Toán Bất Tấn không hổ danh là cổ tiên chí đạo. Phòng gia ta đời đời chủ tính, bây giờ còn chưa cướp được Đậu Thần Cung, người này đã chiếm hết tiện nghi. Không những đạt được một con tiên cổ thất truyền của tộc, hơn nữa còn lấy đi hai con hồn thú thái cổ, có được chiến lực bát truyền. Biểu hiện cổ tiên phòng gia không giống nhau. Phương Nguyên thu hoạch quá mức phong phú, cho dù là tam trưởng lão phòng hóa sinh cũng bị mắc nghẹn trong lòng. Còn ngư ơ ơi khác thì ngầm sinh lòng đố kỵ. Nhưng đây cũng là chuyện thường tình. Phòng gia xuất lực nhiều nhất, nhưng cho đến bây giờ, Phương Nguyên là người ngoài lại thu hoạch lớn nhất, phòng gia vẫn còn đang nỗ lực. Cũng khó trách tâm trạng của cổ tiên phòng gia không được cân bằng. Toán Bất Tấn, đúng là cao minh, có thủ đoạn thu phục hồn thú thái cổ. Nhưng hắn có thể tung hoành sa mạc thanh quỷ, thu phục rất nhiều hồn thú, tạo thành đại quân hồn thú. Điều này cũng không kỳ quái, chỉ là hắn cần tiên cổ đạo tặc để làm gì? Chẳng lẽ hắn có truyền thừa đạo thiên hay sao? Tiên cổ đạo tặc là một trong những tiên cổ hạch tâm của Thâu Đạo,
do đạo Thiên Ma Tôn đích thân khai sáng. Tiên tổ phòng gia của ta cũng là do ngoài ý muốn có được nó từ tay của một vị tán tiên đầu nhập vào phòng gia. Hừ, đồ của phòng gia há có thể dễ dàng cầm lấy. Không nghiền ép hết thực lực của ngươi sao có thể bỏ qua. Thái thượng nhị trưởng lão phòng gia phòng thê trường không ngừng suy nghĩ trong lòng. Ông ta đang định mở miệng, lập tức nhìn thấy sau khi Phương Nguyên thu phục hai con hồn thú xong liền nhắm mắt, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, làm ra vẻ bị thương rất nặng, cần phải chữa trị thương thế ngay lập tức. Sao? Toán Bất Tẫn tiên hữu? Phòng thê trường lên tiếng gọi. Phương Nguyên không trả lời. Thương thế của Toán Bất Tẫn tiên hữu như thế nào rồi? Hai mắt phòng thê trường lấp lóe hàn mang. Phương Nguyên vẫn im lặng. Xem ra thương thế của Toán Bất Tẫn tiên hữu rất nặng. Chi bằng để ta ra tay chữa thương cho tiên hữu. Phòng thê trường nói tiếp. Lúc này Phương Nguyên mới chậm rãi mở mắt ra, dùng âm thanh khàn khàn mệt mỏi vô cùng nói. Tiên hữu không cần lo lắng, ta không sao đâu. Vẫn có thể trấn áp hai con hồn thú thái cổ này. Việc cấp bách bây giờ là đánh vào Đậu Thần Cung. Đậu Thần Cung biến hóa trước sau cực kỳ rõ ràng. Kéo dài thời gian, chỉ sợ toan tính không nhỏ. Nếu tiên hữu tùy ý kéo dài thời gian, e rằng sẽ có biến cố xảy ra. Nếu đã rơi vào tay Đào Hoa Mê Lâm của phòng gia ta, còn có biến cố gì chứ? Một vị cổ tiên phòng gia kinh thường nói. Hàn mang bùng lên trong mắt phòng thê trường, nhìn qua Phương Nguyên. Phương Nguyên lại nhắm hai mắt. Lại, da mặt của Toán Bất Tẫn đúng là dày. Vốn còn muốn ra roi bắt hắn cường công Đậu Thần Cung, thăm dò nguy hiểm. Không nghĩ đến hắn lại có biểu hiện như vậy. Đáng tiếc, trong Minh Ước lại không có điều khoản bắt hắn đi vào khuôn khổ. Bây giờ vẫn phải lấy Đậu Thần Cung làm trọng. Đậu Thần Cung là mục tiêu chủ tính nhiều đời của tộc ta. Không thể vì nhỏ mà mất lớn được. Dù sao phòng thê trường cũng là đại tông sư chí đạo, vẫn cố gắng nuốt cục tức này xuống. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2202 Vạn Sinh Xuân Lôi 2. Ông tiếp tục hạ lệnh, ba tiên cổ phòng một lần nữa tiêu hao rất nhiều tiên nguyên. Vô số cánh hoa bay múa giống như chật báo. Bên trong mưa hoa có rất nhiều hoa gian phong lưu sĩ thành hình, được cổ tiên phòng giao thao túng đánh tới Đậu Thần Cung. Các người đi đi, bây giờ là lúc các người thể hiện sự trung thành của mình. Bên trong Đậu Thần Cung, gương mặt Trần Y tràn ngập vẻ lạnh lùng, ra lệnh cho Bại Quân Lão, Quỷ và Ưng Cơ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy lo lắng và khó xử. Sắc mặt Ưng Cơ vô cùng khó coi, theo năng lực của hai chúng ta, ra ngoài chiến một trận chính là chịu chết. Xin Trần Y đại nhân minh giám. Trần Y cười ha hà, ánh mắt lãnh khốc, nếu các ngươi chống lại mệnh lệnh của ta, các ngươi sẽ lập tức nhận lấy cái chết. Ra ngoài ngăn cản, ta có trợ giúp, còn có hy vọng và sinh cơ. Chỉ cần kéo dài thời gian, để ta thu phục con hồn thú thái cổ truyền kỳ này, ta sẽ có phần thưởng thật lớn cho các người. Các người cũng biết thân phận của ta cũng chẳng thèm lừa gạt nói ngoa các người. Cho các người thời gian ba hô hấp để đưa ra quyết định. Trần Y rất cường thế, Bại Quân Lão, Quỷ và Ưng Cơ đành phải lĩnh mệnh lao ra khỏi Đậu Thần Cung, nghênh kích rất nhiều hoa gian phong lưu sĩ. Rầm rầm rầm, hai bên giao chiến, vây quanh Đậu Thần Cung, kịch chiến thành một đoàn. Bại Quân Lão, Quỷ, Ưng Cơ đều là cổ tiên ma đạo thất truyền, có trí tuệ hơn nhiều so với hồn thú thái cổ. Nhất là hai người bọn họ trở thành ma tu từ lâu, bị thế lực chính đạo đuổi bắt, cho nên bọn họ rất am hiểu công phu bảo mệnh. Mặc dù Bại Quân Lão, Quỷ và Ưng Cơ bị ép vào thế hạ phong nhưng tính bền dẻo lại rất mạnh, có thể kiềm chế đám hoa gian phong lưu sĩ này. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thương thế Bại Quân Lão, Quỷ và Ưng Cơ dần dần nhiều hơn, tình thế trở nên tràn ngập nguy hiểm. Trần Y nhất tâm đa dụng, vừa tăng cường ảnh hưởng với Đậu Thần Cung, vừa cưỡng ép trấn áp Thanh Cầu, lại còn vừa quan chiến. Trong lòng ông ta thầm khen, một chiêu này tinh diệu cực kỳ, có thể rót sát chiêu tiên đạo vào, giúp cho tiên cổ bên trong tiên cổ phòng có thể phát huy đầy đủ thủ đoạn độc đáo của mình,
khiến tiên cổ phòng và chiến trận thượng cổ trở nên linh hoạt. Đúng là không đơn giản. Nghĩ đến đây, ông ta vung tay lên, đậu thần cung nhẹ nhàng chấn động. Hai luồng huyền quang đánh vào người bại quân lão quỷ và ưng cơ. Huyền quang lưu chuyển, rất nhanh rót vào trong cơ thể bại quân lão quỷ và ưng cơ. Hai người đều giật mình, vội vàng xem xét bản thân, nhưng không phát hiện mánh khóe gì. Lúc này, thế công phòng ra lại đến. Hai người không suy nghĩ nhiều, kiên trì nghênh chiến. Trong cuộc chiến, hai người rất nhanh phát hiện chỗ không ổn. Khi bọn họ bị thương lần nữa, huyền quang trên người lóe lên. Những vết thương lập tức truyền ra ngoài, không ảnh hưởng đến bản thân. Đây là thủ đoạn của đầu thần cung, sát chiêu tiên đạo giá mộc. Các người cứ việc hành động, sát chiêu sẽ do đậu thần cung thừa nhận. Lúc này, âm thanh của Trần Y đúng lúc vang lên bên tai. Bại quân lão quỷ, ưng cơ vừa mừng vừa sợ trong lòng. Mừng là vì mình còn giá trị lợi dụng, Trần Y cũng không tùy tiện sử dụng bọn họ như pháo hôi. Bây giờ ông ta ra tay giúp đỡ hai người, có thể khiến hai người trèo trống càng lâu hơn. Sợ chính là thời gian Trần Y tiến vào đậu thần cung ngắn như vậy, nhưng lại có thể khống chế đậu thần cung, thúc ra thủ đoạn thứ hai. Có thể thấy được đậu thần cung đang từng bước rơi vào sự khống chế của người này. Ồ, phòng thê trường rất nhanh nhận ra được sự thay đổi. Mặc kệ bại quân lão quỷ, ưng cơ tiếp nhận sát chiêu nào, trên người đều có huyền quang lóe lên, điềm nhiên như không có việc gì, bình yên vô sự. Đây là sát chiêu gì vậy? Không nghĩ đến lại huyền diệu như thế. Không chỉ là chiêu số công phạt, mà còn có sát chiêu trụ đạo, vũ đạo phụ trợ, cũng không thể ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Lòng nghi ngờ của phòng thê trường dần dần nặng lên. Ông bỗng nhiên ra lệnh cho cổ tiên phòng ra, mau thi triển sát chiêu chữa thương cho hai người kia. Cổ tiên phòng ra sững sờ, tại sao lại viện thủ cho kẻ địch chứ? Nhưng uy vọng của phòng thê trường rất cao, không ai dám phản đối hay ý kiến. Lập tức có người hành động. Thủ đoạn trị liệu liên tiếp đánh vào người bại quân lão quỷ ưng cơ nhưng không hề có tác dụng. Ồ, xem ra chỉ huy cổ tiên phòng ra là một người rất tài năng. Tinh mang lóe lên trong mắt Trần Y, lập tức nhìn ra được phòng thê trường đang cố ý thăm dò sát chiêu giá mộc. Ngay cả sát chiêu trị liệu cũng không mang đến hiệu quả. Phòng thê trường lập tức vận dụng thủ đoạn suy tính một lát, sau đó hạ lệnh: mặc kệ hai người này, toàn lực oanh kích đậu thần cung. Chúng tiên lĩnh mệnh, hoa gian phong lưu sĩ liên tiếp nổ tung. Rất nhiều sát chiêu công phạt có uy lực phi phàm, hiệu quả kỳ diệu đánh vào bên trong đậu thần cung. Đậu thần cung bị đánh đến lay động không thôi. Mặc dù hạch tâm còn chưa dung chuyển nhưng rất nhiều phàm cổ đã không ngừng bị tổn thất. Trần Y âm thầm gật đầu. Đối sách của phòng thê trường vô cùng sáng suốt, đã tính ra được quan hệ giữa bại quân lão quỷ, ưng cơ và đậu thần cung. Đả kích hai cổ tiên này, bất kỳ sát chiêu nào cũng có thể bị trốn tránh hay chống cự. Nhưng đậu thần cung lại bất động. Đánh vào người nó chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Đồng thời, những sát chiêu của phòng gia chỉ cần thông qua hoa lan phong lưu sĩ thi triển, uy năng diệu dụng có thể được đào hoa mê lâm tăng phúc. Nếu không phải như thế, cũng không thể dễ dàng dung chuyển đậu thần cung. Trần Y khẽ cau mày. Ông ta chỉ có thể ảnh hưởng đậu thần cung, nhưng chưa khống chế được. Thậm chí ở một số phương diện còn không bằng Thanh Cửu. Thanh Cửu cũng có thể ảnh hưởng đậu thần cung, thúc đẩy tiên cổ phòng này phi hành. Nhưng bây giờ, quyền lợi này đã bị Thanh Cửu chiếm lấy. Trần Y hoàn toàn không có cách nào thúc đẩy đậu thần cung xê dịch. Cho nên, đậu thần cung chỉ có thể đứng im không nhúc nhích. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2203, Vạn Sinh Xuân Lôi Ba. Trần Y có thể giết chết Thanh Cầu, đoạt quyền lợi vào tay mình. Như vậy ông ta mới có thể khiến cho đậu thần cung phi hành. Nhưng như thế, Thanh Cửu sẽ không còn tính mạng, sẽ ảnh hưởng to lớn đến kế hoạch tu hành của Trần Y sau này. Vì thế, hiện tại Trần Y trăm phương nghìn kế muốn cưỡng ép bức hàng Thanh Cửu. Nếu thành công, ông ta có thể ép Thanh Cửu làm việc cho mình,
hơn nữa còn có thể khống chế đậu thần cung di chuyển, không còn bị động giống như bây giờ. Phòng gia thay đổi chiến thuật, lập tức chiếm thế thượng phong. Bại quân lão quỷ, Ưng Cơ ngược lại trở thành nhân vật không được chú ý. Hai người này cũng có tâm tư khác, vốn là bị Trần Y cưỡng ép uy hiếp. Hiện tại cổ tiên phòng gia không chú ý đến bọn họ cũng vui vẻ muốn như vậy. Nhờ đó bọn họ cũng có thể giữ lại khí lực, không toàn lực ra tay quấy, nhiễu. Đậu thần cung chịu phòng gia điên cuồng công kích khoảng nửa chén trà, lông mày đang cau chặt của Trần Y bỗng nhiên giãn ra. Trong khoảng thời gian này, ông ta khiến cho đậu thần cung ảnh hưởng càng sâu thì có thể thi triển thủ đoạn kia rồi. Đáng tiếc không phải thủ đoạn phòng hộ, nhưng chiêu này thi triển ra là có thể cải thiện thế cục. Trần Y thầm nghĩ, sát chiêu tiên đạo vạn sinh xuân lôi. Sau một khắc, đậu thần cung chấn động thật mạnh, rất nhiều điện quang như rắn như rồng lượn lờ quanh thân đại điện. Điện quang ngưng tụ, rất nhanh hình thành từng quả lôi cầu màu xanh, oanh tạc bốn phía đại điện. Ầm ầm. Bên trong những tiếng nổ vang liên tiếp, chỉ có số ít Hoa Ran Phong lưu sĩ thành công thoát đi, còn lại tất cả đều bị tiêu diệt. Sát chiêu này, ánh mắt Phòng Thê Trường ngưng lại, sắc mặt trở nên nặng nề trước nay chưa từng có. Chỉ thấy vạn sinh xuân lôi không chỉ nổ tung Hoa Ran Phong lưu sĩ mà còn rơi xuống đất, nổ nát vụn vô số rừng đào. Bản thân rừng đào là sát chiêu chiến trường tiên đạo đào hoa mê lâm biến thành. Bình thường mà nói, nếu vỡ vụn cũng có thể được nhanh chóng tu bổ lại như cũ. Nhưng những nơi bị vạn sinh xuân lôi nổ nát lại hình thành bãi cỏ màu xanh bát ngát. Đồng thời, từng cây tùng thẳng tắp thay thế rừng đào, cắm rễ sâu vào lòng đất. Mỗi một chỗ bị xuân lôi nổ nát sẽ có một gốc tùng bách mọc lên, theo thời gian dần trôi biến thành một rừng cây thưa thớt. Mặc dù phạm vi rừng cây không lớn, hoàn toàn không thể so sánh với đào hoa mê lâm, nhưng lại giống như đá ngầm bờ biển, ngoan cố ngăn cản đào hoa mê lâm phục hồi như cũ. Sát chiêu đúng là lợi hại. Bên trong tử có sinh, trong sinh có tử, hủy diệt và tân sinh hòa làm một thể. Đào hoa mê lâm chính là át chủ bài của phòng gia ta, nhưng lại bị chiêu này ăn mòn. Mặc kệ về sau như thế nào, cuối cùng cũng sẽ khiến cho toàn bộ sát chiêu chiến trường bị phá giải. Phòng Thê Trường âm thầm chấn kinh trong lòng. Một khi sát chiêu chiến trường bị phá giải, ba tiên cổ phòng tất nhiên sẽ phải chịu phản phệ, bị thương tích. Phòng Thê Trường vốn rất tự tin với uy năng của đào hoa mê lâm, nhưng bây giờ lại nhìn thấy khả năng nó bị phá giải. Quả nhiên không hổ danh là tiên cổ phòng bắt chuyển đậu thần cung. Phòng Thê Trường cảm thán một tiếng, tâm ý cướp đoạt đậu thần cung lại càng trở nên thêm kiên định. Đậu thần cung càng mạnh, đấu trí của cổ tiên phòng gia lại càng tràn đầy. Tiến hành thức biến hóa thứ ba, tâm niệm Phòng Thê Trường vừa động, lập tức hạ lệnh. Cổ tiên phòng gia nghe lệnh làm việc, cho nổ tung số Hoa Ran Phong lưu sĩ còn lại. Toàn bộ đào hoa mê lâm, cánh hoa phiêu linh, chợt tiêu tán không còn. Lá xanh trở thành màu nâu nhạt, cành cây dần dần trở nên trơ trụi. Điểm khác biệt duy nhất chính là những nhánh cây này bắt đầu ngưng kết ra từng quả đào màu đỏ. Vạn sinh xuân lôi nổ tung rừng đào, phần lớn uy năng đều bị rừng đào hấp thu, chuyển hóa thành dinh dưỡng, cuối cùng ngưng tụ thành từng quả đào màu đỏ. Ồ, chiêu này biến hóa. Hai mắt Trần Y lóe lên, thế công vạn sinh xuân lôi lập tức biến chậm. Rất nhanh, ông ta đã nhìn ra được mánh khóe. Thì ra, biến chiêu thứ ba của đào hoa mê lâm chính là hấp thu vạn sinh xuân lôi, không cho nó bộc phát uy năng. Mặc dù không thể hóa giải, nhưng cũng sẽ không để cho vạn sinh xuân lôi phát huy hiệu quả. Đây là phương pháp kéo dài, nhưng đối với chiến cuộc lúc này lại khá hữu hiệu. Bởi vì rừng đào rộng lớn, muốn đạt đến cực hạn tồn trữ là điều khá khó khăn. Nhất là Trần Y phải phân tâm sự chú ý, không cách nào toàn lực ra tay. Sau khi phòng gia thi triển chiêu này, bọn họ có mục đích kéo dài, khiến cho hiệu quả vạn sinh xuân lôi giảm xuống rất nhiều. Trần Y có thể ảnh hưởng đậu thần cung, chỉ có thể thi triển ba thủ đoạn lớn, theo thứ tự là thanh giáp thái viên, giá mộc, vạn sinh xuân lôi. Hiện tại ba thủ đoạn này đều bị phòng gia hóa giải từng cái. Trần Y nhất thời bó tay, không ổn rồi.
Trước mắt Thanh Cửu còn đang ngoan cố chống lại, ta phải tăng cường ảnh hưởng, thu hoạch thủ đoạn thứ tư của Đậu Thần Cung, nhưng phải cần thời gian rất lâu. Phòng gia tuyệt đối phải tăng cường thế công, sẽ không lưu lại cho ta cơ hội như vậy. Trong lòng Trần Y siết chặt, có chút giật gấu vá vai. Bây giờ ông ta còn phải nhất tâm đa dụng, vừa trấn áp Bức Hàng Thanh Cầu, vừa thao túng Đậu Thần Cung, ngoài ra còn phải đối chiến phòng gia. Hiện tại ông ta đang ở bên trong Đậu Thần Cung, không cách nào tự do ra tay. Rất nhiều thủ đoạn đều liên quan đến tiên cổ phòng Đậu Thần Cung. Bởi vậy, một thân bản lĩnh đều bị liên lụy. Phòng gia quả nhiên nắm chặt thế công. Lúc này, Đào Hoa Mê Lâm đã không thể sinh ra Hoa Gian Phong Lưu Sĩ. Phòng Thê Trường vì lý do an toàn cũng không điều động chân thân cổ tiên phòng gia xuất chiến, trực tiếp cho ba tòa tiên cổ phòng hiện ra, từ ba hướng đánh thẳng đến Đậu Thần Cung. Rầm rầm rầm, ba tiên cổ phòng bay giữa không trung, nhắm ngay Đậu Thần Cung điên cuồng công kích. Đậu Thần Cung chấn động kịch liệt, phàm cổ không ngừng tổn thất, rất nhanh đã có tiên cổ bị thương. Các bạn đang nghe truyện Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2204, Trần Y nhận lấy cái chết một. Đến một bước này, phòng Thê Trường cũng coi như phơi bày chân tướng. Ba tiên cổ phòng Đào Hoa Mê Lâm trực tiếp xuất động, thế công bàng bạc. Bại Quân Lão Quỷ, Ưng Cơ đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng xanh, không dám đối kháng. Trần Y biết được tâm tư của hai người, lập tức thu bọn họ vào trong Đậu Thần Cung. Hai người này cũng không thể dùng nhục thân ngăn cản thế công kinh khủng của ba tiên cổ phòng. Lúc này hy sinh cũng không có giá trị, chi bằng để bọn họ vào lại đại điện, đợi cửa Đậu Thần Cung bị phá, đám cổ tiên phòng ra xông đến. Khi đó còn có thể ỷ lại hai người bọn họ một phen. Thời gian, bây giờ Trần Y cần nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho ông ta đầy đủ thời gian, ông ta tuyệt đối có thể khống chế Đậu Thần Cung, Bức Hàng Thanh Cầu, khiến cho thế cục xoay chuyển. Nếu là đối thủ bình thường, có lẽ sẽ đang nghi ngờ Trần Y. Nhưng Trần Y đối mặt lại là Đại Tông Sư Chí Đạo Phòng Thê Trường. Phòng Thê Trường nhìn thấy rõ dự định của Trần Y, từ đó thi triển toàn lực tấn công mạnh. Trong lòng Trần Y than khổ một tiếng, mặc dù chống đỡ lâu như vậy, nhưng ánh mắt sắc bén của thủ lĩnh phòng gia đã khiến cho kế hoạch của ông ta trở nên khá khó khăn. Nhưng đã đến cảnh giới này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Nguyên Liên Phái cũng không hề nhụt chí, vẫn kiên trì kế hoạch như cũ. Bởi vì ông ta vẫn còn một chiêu chưa dùng, sát chiêu tiên đạo nhân quả thần thụ. Sau một khắc, hai mắt Trần Y mở to, toàn thân trên dưới bộc phát khí thế trùng thiên. Từ đỉnh đầu, hai vai của ông ta bốc lên khói xanh nồng đậm. Khói xanh bốc lên cao, ngay trên đỉnh đầu Trần Y ngưng tụ một thần thụ nhân quả cao lớn. Khi cây này xuất hiện, toàn bộ Đậu Thần Cung bắt đầu run rẩy, giống như đang hoan nghênh Trần Y đến. Cùng lúc đó, tốc độ ảnh hưởng của Đậu Thần Cung tăng vọt, áp lực cưỡng ép Thanh Cửu càng thêm bàng bạc. Báo động trong lòng Thanh Cửu tăng lên. Nó đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy nhân quả thần thụ tản ra khí tức khiến cho nó kinh hồn táng đám. Nhất là bên trong cành lá xum xuê kết ra một quả ác. Khói đen quấn bên trên quả ác, chậm rãi hình thành hình thái Thanh Cửu. Bản thân Thanh Cửu thành hình cũng có một tia ảo diệu của nhân quả thần thụ. Bởi vậy khi nó nhìn lại, trong lòng nó dâng lên một trực giác. Một khi khói đen trên quả ác ngừng lưu chuyển, biến thành bộ dạng hoàn chỉnh của nó, đó chính là thời khắc nó vạn kiếp bất phục, bị Trần Y triệt để hàng phục. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Giống. Thanh Cửu há miệng gầm thét. Nó vốn đang thoi thóp, đầu bị áp sát đất, lúc này lại ngóc cao lên. Bốn chân chậm rãi chống lên cơ thể nặng nề. Vảy rắn trên cổ dựng thẳng, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ bừng, trợn trừng với Trần Y. Miệng nó há to, đầu lưỡi đứt gãy, âm thanh gầm thét giống như sóng thần ầm ầm. Khá lắm, Thanh Cửu không hổ danh là hồn thú truyền kỳ. Trước đó nó tỏ ra yếu thế, tích lũy khí lực. Bây giờ thấy ta thi triển nhân quả thần thụ, bất đắc dĩ mới bộc phát. Trần Y giật mình.
Thanh Cầu vẫn còn dư lực, đồng thời còn ấp ủ âm mưu, ý đồ lật bàn. Trần Y vội vàng tăng cường chấn áp. Cơ thể Thanh Cầu lập tức run lên bần bật, tứ chi khẽ cong, mai rùa như núi vừa mới dâng lên, rồi bỗng nhiên chìm xuống. Nhưng bỗng nhiên trên cơ thể Thanh Cầu dâng lên vô số khí tức cổ trùng. Nó đang thi triển sát chiêu tiên đạo. Nó là từ tàn hồn mà sinh ra, tất nhiên cũng biết tu hành, biết thi triển sát chiêu tiên đạo. Lúc trước đối phó Phương Nguyên, nó đã mất đi hơn phân nửa lý trí, rơi vào điên cuồng và nóng nảy. Chiến thuật cũng không thỏa đáng. Nhưng bây giờ nó đối mặt với Trần Y, lý trí chiếm cứ chủ đạo, có thể đưa ra ứng đối thích hợp nhất. Thanh Cửu ngoan cố chống lại. Trần Y hít sâu một hơi, gương mặt trở nên tái đen, cắn chặt răng, nửa người trên run rẩy, ra sức thúc dục sát chiêu nhân quả thần thụ. Nhân quả thần thụ trên đầu ông ta lại to hơn 3 phần. Áp lực Thanh Cầu mọc thành bụi, gầm nhẹ một tiếng, thi triển sát chiêu tiên đạo thứ 2, tiếp tục ngoan cố chống lại. Lặp đi lặp lại như vậy, hai người không ngừng tăng lực, vẫn giằng co như cũ. Dư lực của từng người dần dần bị nghiền ép không còn. Muốn nô dịch ta, nằm mơ đi. Thanh Cửu hít sâu một hơi, dùng hết tất cả khí lực thi triển thủ đoạn cuối cùng. Hồn thú lệnh bát truyền được xung làm hạch tâm. Một luồng ánh sáng huyền diệu đến cực điểm bỗng nhiên khuếch tán ra. Tên của sát chiêu không biết, ba quang lại xuyên thấu đậu thần cung, sau đó xuyên qua đảo Hoa Mê Lâm, khuếch tán toàn bộ sa mạc Thanh Quỷ. Tốc độ ba quang cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, nó đã lan khắp toàn bộ sa mạc Thanh Quỷ. Sa mạc Thanh Quỷ vì đó mà yên tĩnh lại. Sau đó, toàn bộ đại địa sa mạc bắt đầu run rẩy. Tiếp theo, một đạo ngân hồn đạo xuất hiện. Rất nhiều quang văn thắp sáng toàn bộ sa mạc Thanh Quỷ. Vù vù vù, rất nhiều hồn thú chịu sự tác động chạy đến trợ giúp Thanh Cầu. Cổ tiên phòng ra đều biến sắc. Không ổn rồi, đây là sát chiêu gì vậy? Toàn bộ sa mạc Thanh Quỷ đều bị ảnh hưởng. Bên trong sa mạc Thanh Quỷ có bao nhiêu hồn thú khó mà tính toán. Nếu bị chiêu này ảnh hưởng, tất cả đều chạy đến. Đảo Hoa Mê Lâm chính là sát chiêu chiến trường, đáng lý ngăn cách bên trong, nhưng lại không ngăn được một chiêu này. Nhất thời, sĩ khí phòng ra giảm xuống, lòng người bàng hoàng. Ta đã biết, phòng thê trường không tiếc thọ nguyên tiến hành suy tính. Rất nhanh đã mở mắt ra, hồn thú thái cổ bên trong đậu thần cung chính là tàn hồn thanh gia thành hình. Nó đúng là không đơn giản, có được trí tuệ của con người là hồn thú thái cổ truyền kỳ. Lai lịch của sa mạc Thanh Quỷ chính là nơi mà cổ tiên thanh gia bị u hồn ma tôn tàn sát lúc trước, khiến cho đạo ngân hồn đạo khắc xuống, hình thành hiểm địa kỳ dị. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2205, Trần Y nhận lấy cái chết 2. Nếu cho rằng sa mạc Thanh Quỷ là nửa sát chiêu chiến trường, như vậy hồn thú thái cổ truyền kỳ chính là chủ nhân của chiêu này. Hiện tại nó thi triển thủ đoạn, toàn bộ đạo ngân hồn đạo của sa mạc Thanh Quỷ sẽ phát động, hình thành chiêu số kinh khủng nhất từ trước đến nay. Đến lúc đó, không chỉ có hồn thú số lượng khó mà tính toán đến vây công chúng ta, mà đảo Hoa Mê Lâm cũng sẽ bị đạo ngân hồn đạo không ngừng ăn mòn, cuối cùng sụp đổ. Phòng thê trường không hổ danh là đại tông sư trí đạo. Tính toán một chút liền biết được chân tướng. Lúc này ông ta ra lệnh phòng ra toàn lực công kích. Không cần lưu thủ, bọn họ phải tranh thủ thời gian. Phòng ra muốn tranh thủ thời gian tấn công mạnh, phá hủy đậu thần cung, giết chết Thanh Cầu, giải trừ sát chiêu, từ đó toàn thắng. Trần Y vừa muốn đối kháng phòng ra, vừa phải cưỡng ép Thanh Cầu, lại càng phải ảnh hưởng đậu thần cung. Ông ta cũng đang tranh thủ thời gian. Thanh Cầu cực lực phản kháng. Một cách uy hiếp lớn nhất chính là dùng tiên cổ hồn thú lệnh làm hạch tâm, nhưng hiệu quả không được tốt lắm. Nhất thời, ba bên rơi vào cục diện giằng co. Bất kỳ bên nào cũng có thể chiến thắng, cũng đều có khả năng thất bại. Trận tranh đấu quay xung quanh đậu thần cung rốt cuộc cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Ai mới là kẻ thu lợi lớn nhất? Ầm, một tiếng nổ,
cửa đậu thần cung đã bị Phòng Gia đánh nát, giết vào. Chiến cơ chớp mắt là qua, Phòng Thê Trường kìm lòng không đặng gào thét. Mấy vị cường giả thất truyền Phòng Gia nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào bên trong đại điện, bọn họ đều sững sờ. Trần Y, Bại Quân Lão Quỷ, Ưng Cơ, Thanh Cửu đều xuất hiện. Quan hệ giữa bốn người này cũng khá phức tạp. Nhất là Trần Y, toàn thân tràn ngập khí tức bát truyền, khiến cho lòng người kinh ngạc không thôi. Trần Y cười ha hả, dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn mấy vị cổ tiên tiên phong Phòng Gia, chịu chết đi. Phòng Thê Trường đứng đằng sau, liếc nhìn Trần Y phô trương thanh thế, không khỏi cười lạnh, giết. Người này đang nhất tâm tam dụng, liên lụy đến chiến lực bản thân. Cổ tiên Phòng Gia cùng nhau nhào đến. Ưng Cơ, Bại Quân Lão Quỷ bất đắc dĩ tiến lên ngăn cản. Nhân số cổ tiên Phòng Gia càng nhiều hơn, phân ra một số nhào về phía Trần Y. Đương nhiên phải giải quyết vị bắt chuyển này trước. Tiếp chiêu này của ta, cho dù là bắt chuyển cũng phải nuốt hận, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Lấy Phòng Hóa Sinh cầm đầu, mấy vị cổ tiên Phòng Gia đánh ra chiêu số mạnh nhất của mình. Trần Y đứng im tại chỗ, không cách nào động đậy, bị sát chiêu cấp độ thất truyền oanh trúng. Rầm rầm rầm, cổ tiên cường giả thất truyền thi triển vào nhục thân Trần Y đang đứng chính giữa. Nhất thời, tiếng sấm nổ liên miên bất tuyệt, cường quang chiếu mắt chiếu sáng đại điện đậu thần cung. Bên trong khí lãng, Trần Y đứng ngạo nghễ ngay tại chỗ, lù lù bất động. Trên dưới toàn thân ông ta bao phủ một quầng sáng tầng tầng lớp lớp, giống như lớp vỏ cây già. Thế công liên thủ của rất nhiều cổ tiên Phòng Gia đều bị quầng sáng vỏ cây ngăn cản, chỉ công mà không phá được. Đây là thủ đoạn phòng ngự gì thế? Không đề cập đến cổ tiên thất truyền Phòng Gia đều hít sâu một hơi, ngay cả con ngươi Phòng Thê Trường cũng co rụt lại. Người này không chỉ là cổ tiên bát truyền, hơn nữa còn là cường giả trong bát truyền. Chúng ta cùng xông lên. Cổ tiên Phòng Gia cũng không nhụt chí. Phòng Hóa Sinh khẽ quát một tiếng, lao lên tấn công đầu tiên. Rầm rầm rầm, cổ tiên Phòng Gia lại một lần nữa điên cuồng công kích. Trần Y cũng không động đậy, cứ thế mà bị đánh trúng. Ánh sáng chướng mắt tàn đi, quầng sáng vỏ cây xung quanh ông ta vẫn khỏe mạnh như cũ, dường như còn tăng thêm một chút. Ánh mắt Phòng Thê Trường liên tục lấp lóe. Đến lúc này, ông đã nhận ra được thân phận của Trần Y, thì ra là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trần Y của Nguyên Liên Phái. Người này có được thủ đoạn phòng hộ như thế cũng không có gì lạ. Trần Y là một trong những Thái Thượng Đại Trưởng Lão của 10 đại cổ phái Trung Châu. Mặc dù cổ tiên Phòng Gia hoạt động ở Tây Mạc, nhưng tin tức đối với cổ tiên bốn vực khác, ít nhiều cũng biết được rõ ràng. Nghe Phòng Thê Trường nhắc đến lai lịch của Trần Y, trong lòng cổ tiên Phòng Gia đều cảm thấy nặng nề, áp lực. Ảnh người ra cây, cái danh này là chỉ Thái Thượng Đại Trưởng Lão Nguyên Liên Phái, khiến cổ tiên Phòng Gia càng thêm nhược trí. Đậu thần cung chính là vật của Nguyên Liên tiên tổ. Phòng Gia các người muốn cưỡng ép cướp đoạt, có vẻ không để Trung Châu ta vào mắt. Trần Y điềm nhiên như không có việc gì, lên tiếng nói. Cổ tiên thất truyền Phòng Gia nhìn nhau, nhất thời bị phong thái của Trần Y chấn nhiếp. Hừ, Nguyên Liên tiên tôn đã lưu đậu thần cung ở Tây Mạc, chứng minh vật này thuộc Tây Mạc. Ngươi chẳng qua chỉ là hậu bối vãn sinh, có tài đức gì mà đòi thay đổi quyết định của sư tổ ngươi chứ? Phòng Thê Trường cười lạnh, luận tài ăn nói sắc bén. Ông ta thân là đại tông sư chí đạo, tuyệt sẽ không tùy ý thua trên phương diện này. Trần Y cười ha hả, không có lợi ích gì đâu. Sát chiêu hộ thân của ta có tên là Tỏa Hậu Mộc Thân Giáp. Càng công kích nó, uy năng lại càng mạnh. Uy lực thi triển lúc ban đầu ngược lại yếu nhất, trừ phi các ngươi trực tiếp công phá chiêu này. Nếu không, mỗi lần công kích chỉ cổ vũ uy năng của nó mà thôi. Trần Y nói, nhìn thì giống như làm lộ lá bài tẩy của mình, nhưng thật ra lại dùng ngôn ngữ sắc bén làm dao động ý chí chiến đấu của cổ tiên Phòng Gia. Đúng lúc này, dị biến lại phát sinh. Một âm thanh giả nua khàn khàn bỗng nhiên vang vọng toàn trường. Vậy thì để lão phu thử một chút. Tiếng nói vừa dứt, một cổ tiên thất truyền bỗng nhiên vượt lên mấy bước đến trước mặt Trần Y. Dung mạo của người này đột nhiên thay đổi.
từ diện mạo của cổ tiên thanh niên thất chuyển biến thành một vị râu bạc trắng trương dương, chẳng khác nào lão hán hùng vĩ như sư tông. Cơ bắp toàn thân lão hán phát triển. Ông ta giơ cái nắm đấm to bằng cái bát của mình đánh thẳng vào mặt Trần Y. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2206, bát chuyển phòng ra. Nhục quyền tràn ngập tầm mắt Trần Y. Công kích còn chưa giáng xuống, trong lòng Trần Y đã cuồng loạn, cảm nhận đạo ngân lực đạo không gì sánh nổi nương theo một quyền hung hăng đánh tới ông ta. Trần Y biến sắc, một quyền này ông ta không cách nào né tránh, chỉ có thể tiếp nhận. Nắm đấm đến chính giữa mặt Trần Y. Trần Y lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng như một ngọn núi đâm vào mặt của mình. Trong nháy mắt, Trần Y giống như đạn pháo bị lão hán đánh bay. Oanh một tiếng, thân hình Trần Y như điện bay vụt ra ngoài, nện xuống vách tường đậu thần cung, cũng không rơi xuống mà khảm vào bên trong vách tường. Phốc, thất khiếu Trần Y chảy máu, toàn bộ đầu thiếu chút nữa bị một quyền này đánh nát. Xương đầu bị rách ra, nhưng Trần Y rất nhanh phát ra bách quang khẩn cấp trị liệu cho mình. Về phần sát chiêu phòng ngự tỏa hậu mộc đã bị lão hán một quyền đánh nát. Phòng công, ngươi thân là thái thượng đại trưởng lão phòng gia, tu vi bát truyền, nhưng lại ngụy trang đánh lén. Mấy chuyện này mà ngươi cũng làm được à? Trần Y quát lớn, phẫn nộ trong mắt giống như ngọn lửa phun ra. Một câu của Trần Y nói toạc thân phận của lão hán thần bí. Người này chính là thái thượng đại trưởng lão phòng công của phòng gia. Phòng công quả nhiên chủ tu lực đạo, là cổ tiên bát truyền đương kim năm vực, bát truyền lực đạo cực kỳ hiếm thấy. Người này ẩn tàng sâu thật, trước kia vẫn luôn theo đội ngũ xuất trình. Phòng gia lần này hạ quyết tâm quá lớn, ngay cả bát truyền cũng điều động tham gia chinh phạt. Trước đó, cổ tiên thất truyền cường công hai vòng, thì ra cũng đều là ngụy trang, mục đích là làm nền cho phòng công. Kế hoạch này chỉ sợ cũng do phòng thê trưởng bày ra. Phương Nguyên vẫn luôn quan chiến, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi kinh ngạc. Phòng công là cổ tiên bắt chuyển, thái thượng đại, trưởng lão phòng gia, nhưng lại che giấu tung tích đánh lén. Đây quả thật là qua lão gia trộm đạo, hoàn toàn không biết xấu hổ. Nếu như truyền ra ngoài, danh dự chính đạo sẽ bị hủy. Nhưng cũng chính vì thế, phòng công bỗng nhiên tập kích, đánh dụng Trần Y, thay đổi toàn bộ chiến cuộc, thành quả cực kỳ tốt. Vốn ba bên đang giằng co, lập tức tuyên bố tan rã. Thái thượng đại trưởng lão phòng gia phòng công đánh lui Trần Y, giúp cho phía phòng gia chiếm thượng phong, bắt đầu khống chế cục diện. Trần Y bị tính toán, lần nào cũng bị đánh lui. Ảnh hưởng đậu thần cung tích lũy từ đầu đến giờ mất hơn phân nửa, cả người còn không ổn. Mưu đồ của ông ta bị đả kích rất nặng, nhưng ông ta vẫn còn cơ hội và hy vọng. Dù sao thương thế của ông ta không nặng, mặc dù thủ đoạn phòng hộ của Trần Y bị phá, nhưng trước đó ông ta dùng sát chiêu giá mộc bảo vệ bại quân lão quỷ và ưng cơ, tất nhiên cũng lưu lại chiêu này cho mình. Vì thế, tổn thương của Trần Y đều do đậu thần cung tiếp nhận. Răng rắc răng rắc. Đậu thần cung thay thế Trần Y tiếp nhận một kích của phòng công. Vách tường đại điện không ngừng xuất hiện vết rạn. Cùng lúc đó, vết rạn lan đến nóc nhà, lan đến bên trên đại trụ. Dẹt dẹt dẹt. Vết rạn lan khắp mấy cây đại trụ, liên tiếp vỡ vụn thành một đống thi thể cổ trùng. Phương Nguyên run lên, thầm nghĩ, phòng công đột nhiên tập kích, nhất định là dốc hết toàn lực. Đừng nhìn uy thế của một quyền kia bình thường, nhưng thật ra uy năng đã thu liễm đến cực hạn, cho nên mới phá vỡ thủ đoạn phòng hộ của Trần Y. Quyền uy còn lại đã tạo thành phá hư to lớn cho đậu thần cung như thế. Chợt, Phương Nguyên bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, đây cũng là vì tiên cổ phòng bắt chuyển đậu thần cung không thôi động bất kỳ thủ đoạn phòng hộ nào, bị động bị đánh, nội bộ lại loạn, cho nên mới không chịu được như vậy. Giống khi đại trụ bên trong đậu thần cung sụp đổ, tiếng gầm của thanh cầu cũng theo đó mà quanh quẩn. Đậu thần cung bị thương, sức mạnh chấn áp nó nhanh chóng giảm bớt, thanh cừu trở thành người được lợi. Nó ngẩng cao đầu, chống lên tứ chi, thương mang xuyên qua người nó tất cả đều băng tán.
Lúc này là lúc nó lại thi triển hùng phong. Ồn ào quá, Phòng Công cau mày, vọt lên đánh tới Thanh Cửu. Thanh Cửu gầm thét, tiếp lấy Phòng Công. Oành, hai bên cứng đối cứng. Thanh Cửu gào lên thê thảm, hình thể giống như ngọn núi nhỏ lại bị con kiến hôi Phòng Công trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phòng Công rơi xuống đất, hừ lạnh một tiếng, xoa quả đấm của mình rồi nhào đến lần nữa. Thanh Cửu là hồn thú thái cổ truyền kỳ nhưng vật lộn với Phòng Công lại rơi vào thế hạ phong. Rốt cuộc ai mới là hoang thú thái cổ? Phương Nguyên nhìn thấy cũng phải trợn mắt. Trần Y lại càng cau mày, thầm nghĩ Phòng Công hung uy hiển hách, tuyệt đối không thể để ông ta từ tư thế hòa chuyển thành khống chế cục diện. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng tiếp của ta một chiêu đi. Trần Y tham gia cuộc chiến, trợ giúp Thanh Cửu. Phòng Công vốn đang chèn ép Thanh Cửu nhưng bị Trần Y quấy rối, ưu thế mất hết. Nếu Trần Y liên thủ chặt chẽ với Thanh Cửu, Phòng Công sẽ không địch lại. Nhưng giữa hai người kia còn có thù hận, cho nên hợp tác kháng địch cũng chỉ là miễn cưỡng. Phòng Công tu hành lực đạo, uy thế thu liễm, có lợi cho việc tác chiến ở đây. Đáng tiếc ta chỉ có thể sử dụng được 6 thành thủ đoạn mà thôi. Trần Y cảm thấy đắng chát trong lòng. Đậu Thần Cung là vật mà cả ba bên đều cần. Cho nên, trận chiến cấp bậc bát truyền này, người tham gia đều tận lực giảm xuống, thu liễm uy năng công phạt. Rất nhiều sát chiêu phạm vi rộng lớn đều không áp dụng. Ba bát truyền nội đấu bên trong Đậu Thần Cung, Cổ Tiên Thất Truyền Phòng ra đã sớm rút lui. Nếu ở lại, đơn giản chỉ là muốn chết. Thất truyền và bát truyền chênh lệch quá lớn. Cổ Tiên Thất Truyền Phòng ra công kích Trần Y, ngay cả thủ đoạn phòng hộ của ông ta cũng không đánh tan được. Nhưng mặc dù bọn họ rút lui ra ngoài, cũng không trở lại ba tòa tiên cổ phòng mà tiếp chiến trong Đào Hoa Mê Lâm. Một mặt là đối chiến với bại quân lão quỷ Ưng Cơ, mặt khác rất nhiều hồn thú đã xâm nhập vào bên trong Đào Hoa Mê Lâm, nhất định phải diệt trừ chúng. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2207, Diêm La Quỷ Thủ 1. Cực kỳ không ổn, sắc mặt Phòng Thê Trường vô cùng kém, đạo ngân sa mạc thanh quỷ đang chảy vào. Chiến trận Đào Hoa Mê Lâm đang bị ăn mòn, chèo chống không được bao lâu nữa. Rất nhiều hồn thú đã chạy đến, giết không bao giờ hết. Đại trưởng lão đang bị ngăn cản, không cách nào giải quyết triệt để, phải làm thế nào cho phải đây. Phòng Thê Trường là đại tông sư chí đạo nhưng tu vi chỉ có thất truyền, khó mà giải quyết được nan đề trước mắt. Quả nhiên, thời gian trôi qua đã nghiệm chứng dự đoán của Phòng Thê Trường không sai. Đào Hoa Mê Lâm càng lúc càng yếu, có nơi thậm chí xuất hiện lỗ thủng, có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài sa mạc thanh quỷ. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Bên ngoài Đào Hoa Mê Lâm lúc nhúc hồn thú, bọn chúng đều bị hồn thú lệnh tác động, tập trung vô số thành biển hồn thú. Mỗi thời mỗi khắc, rất nhiều hồn thú đều thẩm thấu vào bên trong Đào Hoa Mê Lâm, Cổ Tiên Phòng ra giết không hết. Bại quân lão quỷ Ưng Cơ vì thế mà áp lực giảm xuống rất nhanh. Hai người bọn họ hợp mưu, không dám tùy tiện rời khỏi, chỉ có thể bảo vệ bản thân, lấy tránh né làm chủ. Quan trọng trước mắt vẫn là Đậu Thần Cung. Phương Nguyên mở mắt, chậm rãi đứng thẳng lên. Hắn đã nhìn thấy rõ toàn cục. Bên trong Đậu Thần Cung, ba vị bát truyền vẫn đang hỗn chiến như cũ. Thanh Cửu gào thét, Phòng Công ngưng trọng, Trần Y đắng chát, biểu hiện trên mặt đều rất khó coi. Cho dù bọn họ tận lực thu liễm, nhưng thế công đã lan đến gần như toàn bộ Đậu Thần Cung. Tiên cổ phòng bát truyền đã bị hủy đi hơn phân nửa. Nếu Đậu Thần Cung bị hủy, ba bên còn đánh cái gì nữa chứ? Không phải là vì Đậu Thần Cung à? Điều đáng châm chọc là trận chiến tranh đoạt Đậu Thần Cung này ngược lại trở thành thủ phạm hủy diệt Đậu Thần Cung. Ta có thể ra tay giúp Phòng gia đoạt được Đậu Thần Cung. Đúng lúc này, Phương Nguyên nói với Phòng Thê Trường. Phòng Thê Trường ngẩn cả người. Phương Nguyên cải trang thành Toán Bất Tẫn, chẳng qua chỉ là Cổ Tiên Thất Truyền, sao có thể giải quyết được khốn cục này? Nhưng Phòng Thê Trường vẫn kịp phản ứng, cười sang sảng. Tiên hữu cứ lên tiếng, có yêu cầu gì có thể nói,
miễn là ngươi có thể ra tay tương trợ. Rốt cuộc ông cũng là đại tông sư Chí Đạo. Mặc kệ Phương Nguyên có biện pháp gì hay không, ông ta đều muốn thử một lần. Phương Nguyên cố ý nói như vậy cũng là vì bản điều kiện. Phương Nguyên cũng cười nói, tình huống lúc này đang khẩn cấp, chúng ta không cách nào trò chuyện. Nhưng Đậu Thần Cung là tiên cổ phòng bắt chuyển. Nếu ta có thể giúp phòng gia đoạt được tiên cổ phòng này, thù lao nào có thể xứng với cống hiến của ta chứ? Phòng thê trưởng không chút do dự, trịnh trọng thi lễ với Phương Nguyên, thành khẩn nói, ta có thể dựa vào danh dự của mình mà đảm bảo, phòng gia nhất định sẽ cung cấp cho tiên hữu thù lao cống hiến đầy đủ. Được, vậy định ra minh ước, dựa theo cống hiến của ta mà trả thù lao cho ta trong tương lai. Phương Nguyên vỗ tay, hai bên lập tức định ra minh ước, mở vấn tân ổ ra, để ta đích thân ra tay. Phương Nguyên nói, phòng thê trưởng kinh ngạc một chút. Ông ta vốn cho rằng Phương Nguyên đã phát hiện được sơ hở nào đó. Dù sao Phương Nguyên cũng là cổ tiên Chí Đạo, không nghĩ đến hắn lại muốn đích thân ra tay. Tự mình ra tay còn chưa tính, quan trọng là còn muốn rời khỏi tiên cổ phòng, vẫn tân ổ. Một khi rời khỏi chỗ này, bên ngoài sẽ không an toàn. Nhất là bên trong Đậu Thần Cung, ba bát truyền vẫn đang kịch chiến. Cấp độ cổ tiên thất truyền chênh lệch rất lớn. Tiến vào rất có thể bị dư ba của cuộc chiến lấy đi tính mạng. Phòng thê trường do dự, tiên hữu đích thân ra tay cũng không quá an toàn. Chi bằng để ta ra tay, chuyển biến sát chiêu đào hoa mê lâm, triệu hồi hoa gian phong lưu sĩ, tiên hữu có thể mượn chiêu này thi triển tài hoa. Phương Nguyên cười ha hả, một chiêu này của ta không phải do đích thân ta ra tay thì không được. Tiên hữu đừng lo, lần này ta tuyệt sẽ không làm ra bất kỳ việc gì bất lợi cho phòng gia. Phòng thê trường thật ra không quá lo lắng về phương diện này. Dù sao, mặc kệ là minh ước trước kia hay là minh ước vừa mới định ra đều có quy định có liên quan. Một khi Phương Nguyên làm ra chuyện vi phạm lợi ích của phòng gia, coi như trái với điều ước, tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Nhưng Phương Nguyên đã nói đến đây, phòng thê trường cũng không tiện tiếp tục can ngăn. Lập tức mở ra vấn tân ổ. Phương Nguyên nhất phi trùng thiên, đến đào hoa mê lâm. Phòng thê trường mắt cũng không nháy một cái, chăm chú nhìn động tác của Phương Nguyên. Ông hiếu kỳ không biết rốt cuộc Phương Nguyên có thủ đoạn gì có thể trợ giúp phòng gia đoạt được tiên cổ phòng Đậu Thần Cung. Sau một khắc, hai mắt phòng thê trường bỗng nhiên trợn tròn. Thì ra Phương Nguyên trực tiếp xông vào Đậu Thần Cung. Không phải hắn muốn đi chết chứ? Nhất thời, trong đầu cổ tiên phòng gia đều xuất hiện suy nghĩ này. Nhưng Phương Nguyên là có chuẩn bị mà đến. Sát chiêu tiên đạo Diêm La. Hắn vừa thôi động sát chiêu mà hắn vừa mới nghĩ ra cách đây không lâu bên trong vấn tân ổ. Một chiêu này xuất ra. Từ lớp nội y tơ lụa mặt ngoài hồn phách của hắn bỗng nhiên hiện ra một luồng hào quang huyền diệu. Hào quang tác động đến áo ngoài hồn phách. Chính là quỷ quan y. Quỷ quan. Y nhanh chóng bành trướng, lan tràn khắp nhục thân Phương Nguyên, trong nháy mắt hóa thành màu vàng nâu, nhưng lại lộ ra hoàng bào màu xanh to lớn. Tay áo rất rộng, bên hông là đai lưng ngọc, trên dưới thân áo dường như dùng kim tuyến miêu tả hình tượng các loại quỷ quái, đồng thời đầu đội miệng quan, trước sau rủ xuống rèm châu. Chiêu này vừa thi triển, khí tức Phương Nguyên lập tức thay đổi, trở nên thâm bất khả trắc. Người này đến đây làm gì? Hai mắt Trần Y nheo lại, lấp lóe hàn mang. Vị kia là cổ tiên thất truyền Chí Đạo. Phòng công cũng nhận ra, nhưng không rõ ràng cho lắm. Hai người đều cẩn thận, không tùy ý ra tay. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2208. Phòng công được phòng thê trường thông báo, còn Trần Y thì án binh bất động, muốn lặng yên theo dõi kỳ biến. Dù sao, nếu ông ta tùy ý ra tay, sẽ bị phòng công nắm lấy cơ hội. Phương Nguyên chính thức tiến vào Đậu Thần Cung. Ba vị bát truyền vẫn luôn giao thủ. Sức chiến đấu, tinh thần đều bị liên lụy hơn phân nửa. Trần Y cũng không ra tay. Điều này khiến Phương Nguyên thở phào một hơi. Tốc độ của hắn lại tăng lên, thẳng hướng Thanh Cầu. Sao? Nhìn thấy mục đích rõ ràng của Phương Nguyên,
Thế công của Trần Y và phòng công đều dừng lại một chút. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ánh mắt cổ tiên phòng ra gần như tập trung vào người Phương Nguyên. Một vị cổ tiên chí đạo chủ động tiếp cận hồn thú thái cổ truyền kỳ. Cái này. Nhìn thấy Phương Nguyên lỗ mãng như thế, rất nhiều cổ tiên phòng ra không biết nói như thế nào. Thanh cầu gầm thét. Nó nhào về phía phòng công. Thanh cầu lại gầm thét. Nó nhào về phía Trần Y. Phương Nguyên thẳng đến bên cạnh nó. Nó chẳng quan tâm, gần như không phát hiện ra. Đây chính là hiệu quả của sát chiêu Diêm La. Chiêu này rất đặc biệt, bởi vì hạch tâm của nó chính là sát chiêu tiên đạo quỷ không hay. Cho đến lúc này, quỷ không hay của Phương Nguyên không thể phát huy tác dụng cũng bởi vì không thể phối hợp với thủ đoạn khác của Phương Nguyên. Trước đó Thanh Cửu có thể phát hiện Phương Nguyên, chủ yếu là do Phương Nguyên sử dụng sát chiêu tiến hành chiến đấu. Đây được xem là Phương Nguyên chủ động bại lộ. Nhưng bây giờ thì lại khác. Sau khi Phương Nguyên có được cảnh giới Đại Tông Sư thâu đạo, mặc dù còn chưa thể hoàn toàn nhìn rõ toàn bộ ảo diệu của sát chiêu quỷ không hay, nhưng lại có đủ năng lực lợi dụng sát chiêu cửu truyền này. Sát chiêu Diêm La là một trong những thành quả suy tính của Phương Nguyên. Nó kết hợp giữa quỷ không hay và quỷ quan y lại với nhau. Hai bên không hề phân biệt, cũng không có tình trạng bài xích lẫn nhau. Sau khi Phương Nguyên thi triển Diêm La, mặc kệ hành động nào, Thanh Cửu gần như cũng không thể phát hiện được hắn. Nhìn thấy Phương Nguyên áp vào mai rùa của Thanh Cửu, mặc kệ là phòng gia hay là hai vị cổ tiên bát truyền, tất cả đều sửng sốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ đơn giản đến bên cạnh Thanh Cửu như vậy sao? Thanh Cửu đương đường là hồn thú thái cổ truyền kỳ, lại có tiên khiếu, có thể tu hành. Rất nhiều cổ tiên phòng gia đều được mở rộng tầm mắt. Tiếp theo, việc Phương Nguyên cần làm thiếu chút nữa đã khiến cho cổ tiên phòng gia mở to mắt muốn rớt tròng ra ngoài. Sát chiêu tiên đạo đạo tặc quỷ thủ. Phương Nguyên đứng trên lưng Thanh Cửu, đưa tay phải ra, vồ mạnh xuống dưới. Hắn chẳng qua chỉ có tu vi thất truyền, lại dám nhổ răng cọp, khiêu khích một vị bát truyền. Trong lòng rất nhiều cổ tiên phòng gia đều nảy lên hai suy nghĩ. Một, người này muốn tìm chết sao? Hai, mặc dù lỗ mãng nhưng không khỏi bội phục dũng khí của hắn. Thanh Cửu gầm thét, nó nhào về phía phòng công. Phòng công, ngươi còn đến. Thanh Cửu gầm thét, nó lại giết đến Trần Y. Trần Y, cái tên ngốc này, trên lưng ngươi có người kìa. Trần Y cảm giác rất không thích hợp. Từ khi Phương Nguyên bắt đầu xuất hiện, tất cả hành động đều quá khác thường. Cho nên, ông ta đã mở miệng nhắc Thanh Cửu. Thanh Cửu vẫn còn rất lý trí, vừa muốn quay đầu. Sát chiêu đạo tặc quỷ thủ của Phương Nguyên đã phát ra, hình thành một bàn tay màu đen to bằng cái bồ, trực tiếp đâm thẳng vào cơ thể Thanh Cửu. Thanh Cửu quay đầu lại, nhìn phía sau lưng. Phương Nguyên vẫn ở đó nhưng nó lại không nhìn thấy. Lập tức nó gầm lên giận dữ, mang theo cảm xúc bi phẫn vì bị lừa gạt, một lần nữa nhào về phía Trần Y. Trần Y cũng tức giận, giống to, cái tên ngớ ngẩn này, mau dừng tay. Phòng công cũng động dung, thầm nghĩ, đây chính là thủ đoạn lợi hại của Toán Bất Tẫn. Rõ ràng đối phương ngay ở trong mắt, nhưng Thanh Cửu chết sống cũng không phát hiện được. Cuối cùng đó là thủ đoạn gì? Còn nữa, hắn đứng trên lưng Thanh Cửu, tuyệt không đơn giản. Hắn muốn làm gì? Sau một khắc, nghi ngờ trong lòng phòng công đã được giải đáp. Phương Nguyên biến sắc, lấy quỷ thủ trong cơ thể Thanh Cửu ra. Khi thời điểm quỷ thủ bay ra, năm ngón tay nó mở ra, giống như cái quạt hương bồ. Tốc độ lần này trở về càng nhanh, đồng thời năm ngón tay nắm chặt, giống như đang nắm thứ gì đó. Đắc thủ rồi. Phương Nguyên mừng rỡ trong lòng, mở cánh cửa tiên khiếu thu quỷ thủ vào. Cơ thể to lớn như núi của Thanh Cửu đột nhiên chấn động, toàn bộ cơ thể xuất hiện vết rạn. Mép mai rùa vỡ vụn vô số, băng tán ngay tại chỗ. Nó là hồn thú, tất nhiên không thể phun ra máu tươi, nhưng cảnh tượng như thế đủ để cho thấy nó đã bị trọng thương. Cuồng nộ, nổi giận, Thanh Cửu khàn giọng kiệt lực, ngửa mặt lên trời thét dài. Sóng âm phẫn nộ khuấy động đầu thần cung, nhất thời khiến cho toàn bộ đầu thần cung chấn động đến run rẩy. Chuyện gì xảy ra vậy?
Rốt cuộc Toán Bất Tẫn đã làm gì? Hắn giống như đã lấy đi thứ gì đó. Phòng công, Trần Y đều kinh nghi bất định. Trần Y nheo mắt, muốn ra tay đối phó Phương Nguyên, nhưng phòng công lập tức yểm hộ ngăn ông ta lại. Oành! Sau một khắc, toàn bộ thân hình Thanh Cừu bị đánh tới. Phòng công, Trần Y vội vàng trốn tránh. Thanh Cừu gào thét, là ai? Hai người các ngươi, rốt cuộc là ai đã trộm hồn thú lệnh của ta? Cái gì? Chỉ trong nháy mắt, nghe được Thanh Cừu gào thét, Cổ Tiên có mặt đều chấn động trong lòng. Hắn có cách ăn trộm tiên cổ hồn thú lệnh bát truyền sao? Khó trách lúc trước hắn lại yêu cầu tiên cổ đạo tặc. Phòng Thê Trương mở to mắt, gương mặt chỉ toàn là vẻ chấn động. Người này đúng là không đơn giản, ẩn tàng rất sâu. Thanh Cầu có được tiên khiếu, nhưng hắn vẫn có thể lấy được tiên cổ, lại còn là bát truyền. Chỉ trong nháy mắt, Trần Y nghĩ đến một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy có thật trong lịch sử. Đó chính là Đạo Thiên. Chẳng lẽ người này có được chân truyền của Đạo Thiên Ma Tôn sao? Trần Y thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng thì hét lớn. Thanh Cửu, cái tên ngốc này, ta đã sớm nhắc nhở ngươi, trên người ngươi có người. Không phải chúng ta trộm, là tên kia, hắn đang ở cửa cung. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2209, Luyện Hóa Hồn Thú Lệnh 1. Thanh Cầu nhìn lại, Phương Nguyên đang bay ra đến cửa cung, nhưng Thanh Cầu lại không nhìn thấy. Thanh Cầu lại thi triển sát chiêu điều tra tiên đạo, nhưng cũng không phát hiện được. Sát chiêu điều tra phát hiện Phương Nguyên, nhưng rơi vào bên trong cảm giác của Thanh Cầu thì vẫn không có. Thanh Cầu giận càng thêm giận, lần này đặc biệt nhằm ngay Trần Y mà tấn công. Miệng liên tục gào thét, cái tên ma cà bông này, ta thấy chính là ngươi. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Trần Y phẫn nộ, ủy khuất. Hai bên giao chiến, cuộc chiến thăng cấp. Phòng công thấy không ổn. Trước đó ba bên đánh nhau còn có tiết chế, nhưng bây giờ Thanh Cừu bị mất tiên cổ bát truyền, quả thật sắp điên rồi. Lửa giận tràn ngập lồng ngực, còn nói tiết chế cái gì nữa. Phòng công mở miệng khuyên bảo, nhưng chỗ nào mà khuyên được. Không chỉ không khuyên được, Trần Y cũng không muốn đối mặt với lửa giận của Thanh Cửu, bay thẳng đến bên cạnh ông ta. Thế là phòng công cũng bị tai họa. Ba bát truyền lại chiến đấu một lần nữa. Nhưng lần này không giống như lúc trước. Ba bên cũng bắt đầu không giữ lại, vận dụng sát chiêu. Tiên khiếu chí tôn, một quỷ thủ to bằng cái quạt hương bổ không ngừng bay múa giữa không trung. Năm ngón tay nó nắm chặt, nhưng tiên cổ bát truyền hồn thú lệnh lại cực lực giãy giụa, muốn bay ra ngoài. Quỷ thủ màu đen bị hồn thú lệnh không ngừng va chạm, bên trên quỷ thủ không ngừng lồi lõm. Năm đầu ngón tay run rẩy, có vẻ không được nắm chắc. Nhưng cho dù hồn thú lệnh thoát khỏi quỷ thủ trói buộc, bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên cũng không đường có thể trốn. Đây có thể xem là từ một lồng giam nhỏ chạy trốn ra một lồng giam lớn. Phương Nguyên âm thầm suy nghĩ, ta nghĩ ra sát chiêu tiên đạo đạo tặc quỷ thủ chính là lấy sát chiêu cửu truyền quỷ không hay làm hạch tâm, tiên cổ thất truyền đạo tặc làm phụ trợ. Ngay cả tiên cổ bát truyền hồn thú lệnh cũng có thể trộm ra. Chỉ là chiêu này không bền, không có uy năng phong ấn tiên cổ. Ta phải cố gắng một phen mới có thể biến hồn thú lệnh cho bản thân sử dụng. Khi suy nghĩ, đạo tặc quỷ thủ càng thêm không chịu nổi. Tiên cổ hồn thú lệnh muốn tránh thoát khỏi trói buộc, chạy trốn ra ngoài. Nhưng lúc này, Phương Nguyên khống chế đạo tặc quỷ thủ đã đạt đến mục đích. Núi Phong Thiên. Đây vốn là nơi Phương Nguyên phong ấn nhục thân tiên cương của mình, đối phó thiên ý. Nhưng bây giờ, nhục thân tiên cương Phương Nguyên đã bị phân hồn chiếm cứ, trở thành phân thân lục truyền trụ đạo. Núi Phong Thiên trở nên bỏ không đi. Dưới sự khống chế của Phương Nguyên, đạo tặc quỷ thủ trực tiếp tiến vào hang động bên trong núi Phong Thiên, chui vào cổ trận. Phương Nguyên mở cổ trận, đạo tặc quỷ thủ rốt cuộc không còn run rẩy nữa. Tiên cổ hồn thú lệnh tạm thời bị chấn áp. Mặc dù vẫn còn dãy giụa nhưng biên độ đã giảm hơn so với trước kia rất nhiều. Miễn cưỡng chấn áp hồn thú lệnh cũng không phải kế hoạch lâu dài. Việc cấp bách bây giờ là tìm một nơi,
mau chóng luyện hóa tiên cổ bát truyền này mới được. Phương Nguyên nghĩ như vậy, tốc độ không giảm xuống. Sau khi rời khỏi Đậu Thần Cung, hắn thuận theo lỗ thủng của Đào Hoa Mê Lâm, trực tiếp rút đi, rời xa chiến trường. Hắn cứ thế mà đi sao? Hành động của Phương Nguyên khiến nhiều cổ tiên phòng gia phải kinh ngạc. Trần Y lại càng hận đến nghiến răng, nhưng cũng không còn cách nào. Ông ta không chỉ bị Thanh Cầu nhắm vào, đồng thời còn bị Phòng Công dây dưa. Giỏi cho một quyết đoán. Phòng Thê Trường tán thưởng một câu, nhìn theo bóng lưng Phương Nguyên rời đi, cảm khái không thôi. Sau khi Phương Nguyên rời khỏi chiến trường, hắn lập tức đụng phải rất nhiều hồn thú. Quy mô hồn thú rất lớn, quả thật phô thiên cái địa mà đến, khiến tim Phương Nguyên đập thình thịch. Nhưng rất nhanh hắn thay đổi suy nghĩ, trở nên nhẫn nại, không ra tay tàn sát, đại quy mô săn bắt hồn hạch. Hắn vẫn đang còn việc cần làm nhất, chính là mau chóng luyện hóa tiên cổ bát truyền hồn thú lệnh. Về phần tiên cổ bát truyền Đậu Thần Cung, cứ để ba bên bát truyền tranh đoạt đi. Phương Nguyên nhận biết rất rõ tình huống của mình. Cho dù có chống lên ấn hộ thân nghịch lưu, Phương Nguyên chẳng qua chỉ có thể chiến bát truyền, có được chiến lực bát truyền mà thôi. Hiện tại hắn ra tay, lẫn vào bên trong ba đại bát truyền kia, tranh đoạt Đậu Thần Cung với bọn họ, hy vọng rất nhỏ, biến số lại rất lớn. Một khi hắn để lộ ấn hộ thân nghịch lưu, chẳng khác nào bại lộ thân phận. Nói không chừng còn dẫn phát phòng ra quay giáo đâm một kích. Đây đối với Phương Nguyên mà nói hoàn toàn được không bù mất, bởi vì hắn còn muốn giữ gìn mối quan hệ với phòng gia, dựa vào Sa Mạc Thanh Quỷ trợ giúp hắn tu hành, hồn đạo. Minh ước trên người hắn và phòng gia cũng là một nhân tố. Muốn giải quyết minh ước này cũng không dễ dàng gì, cần đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Mặc dù hồn thú lệnh bị Phương Nguyên cướp đoạt, nhưng đạo ngân hồn đạo Sa Mạc Thanh Quỷ vẫn ăn mòn sát chiêu chiến trận Đào Hoa Mê Lâm của phòng gia như cũ. Vây quanh chiến trường vẫn có rất nhiều hồn thú tập trung. Phương Nguyên rất thoải mái rút lui khỏi chỗ này, bởi vì hắn có được sát chiêu Diêm La, có thể lợi dụng đầy đủ sát chiêu quỷ không hay, Thanh Cửu còn không phát hiện được hắn, huống chi các hồn thú khác. Hắn một đường bay nhanh, không chút nhớ nhung. Sau khi bay ra khỏi Sa Mạc Thanh Quỷ, xác nhận đã an toàn, xung quanh không có người, lúc này hắn mới ngưng lại, rơi xuống một sa mạc bình thường. Phương Nguyên xông thẳng xuống lòng đất, bố trí một cổ trận tạm thời, cẩn thận xóa tan khí tức và vết tích. Làm xong hết thảy, hắn mới tập trung tinh thần, toàn tâm toàn ý đối phó tiên cổ bát truyền hồn thú lệnh. Hồn thú lệnh đã được Thanh Cửu luyện hóa, bên trong tràn ngập ý chí của Thanh Cửu. Nếu Phương Nguyên muốn luyện hóa nó, vô cùng khó khăn. Đây là phần cơ bản nhất trong luyện cổ, đơn luyện. Chính là đơn độc luyện hóa một con cổ trùng đã tồn tại. Bản chất của đơn luyện là dùng ý chí bản thân thay thế ý chí đã có bên trong cổ trùng. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2210 Luyện hóa hồn thú lệnh 2. Cổ sư sử dụng chân nguyên luyện hóa phàm cổ, bởi vì chân nguyên là vật thuộc về cá nhân, có được ý chí cá nhân. Cổ tiên sử dụng tiên nguyên luyện hóa tiên cổ, cũng là đạo lý tương đồng. Bên trong cổ trùng hoang dại chứa ý chí hoang dại, kiệt ngạo bất tuần, khó mà luyện hóa. Nhưng người là vạn vật chi linh, bây giờ cướp đoạt tiên cổ của người khác, độ khó khi luyện cổ nâng cao một bước. Khi Phương Nguyên ở trong Vấn Tân Ổ, hắn đã chủ tính thật lâu, lúc này cũng không phải là không chút chuẩn bị nào mà đến. Tiên cổ thất truyền yêu thương, tiên cổ thất truyền tự ái. Đầu tiên, Phương Nguyên lấy ra hai con tiên cổ này. Hắn trước thôi động tiên cổ tự ái, nhắm ngay hồn thú lệnh mà thi triển. Ý chí Thanh Cửu bên trong hồn thú lệnh lập tức bị ảnh hưởng. Tiếp theo, cho dù động tác của Phương Nguyên có lớn hơn nữa, ý chí Thanh Cửu cũng không bí quá hóa liều mà tự bạo hồn thú lệnh. Sau đó, Phương Nguyên lại thôi động tiên cổ yêu thương, rót một luồng yêu thương vào. Hai ý chí khác biệt tiếp xúc với nhau, chém giết cùng một chỗ. Yêu thương không giỏi công phạt ý chí, rất nhanh bị ý chí Thanh Cửu giết đến thất linh bát lạc, quân lính tan rã.
nhưng nó vẫn có linh tính, tản ra từng điểm yêu thương bên trong hồn thú lệnh, cũng không phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây chính là đặc điểm của yêu thương, cũng là ảnh hưởng của tiên cổ tự ái còn lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, yêu thương còn sót lại sẽ lần lượt bị tiêu diệt. Phương Nguyên tiếp tục thôi động tiên cổ yêu thương, không ngừng rót yêu thương vào bên trong hồn thú lệnh. Mặc kệ rót vào yêu thương nhiều bao nhiêu, đều bị ý chí thanh cửu tiêu diệt, đồng thời bản thân còn tự giảm bớt. Ý chí thanh cửu bên trong hồn thú lệnh, chiến lực rất cường hãn, đồng thời cũng rất ngoan cố. Tiên nguyên tiêu hao kịch liệt, Phương Nguyên vẫn có thể chống đỡ nổi. Hắn có tiên nguyên dự trữ rất sung túc. Kinh doanh tiên khiếu lúc trước giúp cho hắn có đủ sức mạnh vào lúc này. Qua nửa chén trà nhỏ, Phương Nguyên rốt cuộc ngừng rót yêu thương vào trong hồn thú lệnh. Yêu thương đã lưu lại rất nhiều bên trong. Mặc dù đa số đã được rót vào, bị ý chí thanh cầu tiêu diệt, nhưng yêu thương còn lại cũng rất khả quan, đạt đến cực hạn. Muốn tăng cường thêm nữa gần như không có khả năng. Lúc này Phương Nguyên mới dưng dụng ra ngã ý, rót vào bên trong hồn thú lệnh. Ngã ý vừa tiến vào, lập tức khơi dậy sự phẫn nộ của ý chí thanh cầu. Nó ủa lên như dã thú nổi giận. So sánh, trước đó ý chí thanh cầu đối phó yêu thương hoàn toàn rất nhẹ nhàng. Ngã ý của Phương Nguyên và ý chí thanh cầu triển khai chém giết, tình thế hoàn toàn nghiêng về phía một bên. Quân lính ngã ý của Phương Nguyên tan rã, hoàn toàn đứng không vững trận cước. Nếu so sánh tiếp, hồn thú lệnh giống như doanh địa, sớm đã là địa bàn của ý chí thanh cầu. Ngã ý của Phương Nguyên giống như đến đoạt địa bàn, mỗi lần cũng không rót vào được quá nhiều. Quân lực hoàn toàn trải không hết, đến bao nhiêu liền bị ý chí thanh cửu tiêu diệt bấy nhiêu. Nhưng Phương Nguyên giống như nhìn không thấy, càng không ngừng rót ngã ý vào. Ưu thế của hắn nằm ở chỗ tiên nguyên sung túc, ngã ý liên tục không ngừng. Còn ý chí thanh cửu lại thoát khỏi thanh cửu, không phải nguồn gốc. Một nén nhang, hai nén nhang, ba nén nhang. Thời gian trôi qua, cục diện Phương Nguyên dần dần mở ra, từng bước đứng vững gót chân. Cuối cùng cùng với ý chí thanh cửu chia thành hai phần thiên hạ. Mỗi người chiếm lấy một nửa địa bàn hồn thú lệnh. Ý chí thanh cửu kịch liệt bốc lên, biết được mình không phải là đối thủ của Phương Nguyên, liền muốn dẫn bạo tiên cổ hồn thú lệnh. Cũng may lúc này Phương Nguyên đã phát động yêu thương còn lưu lại, làm mềm quyết tâm ý chí thanh cửu. Đồng thời, Phương Nguyên lại rót giả ý vào, quấy nhiễu phán đoán của ý chí thanh cửu. Cuối cùng, Phương Nguyên rót một lượng lớn ngã ý, nhất cổ tác khí, quân thế như nước thủy triều, bao phủ hoàn toàn ý chí thanh cửu, sau đó tiêu diệt. Rốt cuộc đã luyện hóa xong hồn thú lệnh, Phương Nguyên thở ra một hơi, đầu đầy vết mồ hôi. Đánh trận này, quả thật còn mệt hơn đại chiến với thiên quân vạn mã một trận. Tính thời gian, bên ngoài năm vực đã qua 3 ngày 3 đêm. Cũng may ta có thủ đoạn chí đạo, còn có tiên cổ thích hợp. Nếu không, ta sẽ không thuận lợi luyện hóa con tiên cổ này. Hai, mặc dù ta có đạo tặc quỷ thủ, có thể lợi dụng quỷ không hay, tái hiện thần uy của đạo thiên lúc trước. Nhưng dù gì cũng là nửa đường xuất gia, vừa lúc gặp may mà thôi. Trong truyền thuyết, đạo thiên ma tôn còn có một chiêu thâu tâm, có thể trực tiếp nhằm vào ý chí bên trong tiên cổ trộm được, trong nháy mắt luyện hóa tiên cổ, vô cùng cao minh. Phương Nguyên thở dài một tiếng, thu hồi hồn thú lệnh, tranh thủ thời gian đứng dậy, một lần nữa bay đến sa mạc thanh quỷ. Hiện tại ta có tiên cổ bát truyền hồn thú lệnh, lại có sát chiêu bách bát thập nô phụ trợ, có khả năng nô dịch được thanh cửu. Có thanh cửu, ta sẽ có hy vọng đoạt được đầu thần cung. Dù sao trình độ ảnh hưởng của nó đối với đầu thần cung là lớn nhất. Cho dù bị minh ước phòng gia phản phệ, ta cũng có khả năng cam đoan mình không chết. Nếu có thể đoạt được đầu thần cung, tuyệt đối không bị lỗ vốn. Phương Nguyên không ngừng mưu đồ trong lòng. Hắn được lũng trông thục. Sau khi đạt được hồn thú lệnh, hắn lại nổi lên tâm tư, muốn mưu đoạt tiên cổ phòng bát truyền đậu thần cung. Nhưng khi hắn bay đến biên giới sa mạc thanh quỷ, hắn liền bị một cổ tiên ngăn lại. Vị tiên hữu này xin dừng bước. Ngăn hắn là một nữ cổ tiên dung mạo bình thường, toàn thân rào rạt khí tức thất truyền.
ngươi có chuyện gì thế? Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, chậm dần tốc độ. Nữ tiên cười đáp, ta tên là Hà Cô, thấy tiên hữu phi hành rất nhanh, tất nhiên là có mục tiêu. Trước mắt sa mạc Thanh Quỷ đang có kịch biến, nghe nói là có chân truyền cự bảo hiện thế, không biết tiên hữu có nắm giữ tin tức gì không? Ta nguyện ý dùng trọng kim đổi lấy. Các bạn vừa nghe xong tập 221 của bộ truyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.